Rồi, kính chào các bác. Thì trên tem đây đang là cái con Sen 3 các bác nhé. Thì như các bác cũng biết rồi, cái con Sen 3 ấy, nó hay bị cái lỗi là bị chết một bên tai ấy, hoặc là có cả chết cả hai bên tai luôn các bạn. Thì cái con này của em nhé, là lúc đầu em lấy còn khui siêu các bác nhé. Các bác có thể xem lại mấy clip mà trước của em thì cái này của em là khui siêu luôn nhé, còn bảo hành của Song Tân luôn nhé. Đấy, thì là thực ra là giờ gửi về bảo hành thì vẫn được thôi, nhưng mà em chả cần gửi bảo hành. Tại vì cái này của em này thì em bỏ vào hộp để cho các bác biết được là em là sử dụng con máy này là con máy chính hãng và chính tem khui hộp và cũng chỉ một mình em dùng thôi. Đấy, thì cái con này này trước đây ấy, cái bên tay phải này này nó cũng đã bị rồi các bác nhé. Nó bị là hiện tượng là khi mà các bác tháo ra như này này thì nó chả có cái đèn nào cả. Đây, ví dụ con tay phải bây giờ đang có đèn xanh đỏ đúng không, thì cái con tay trái của em giờ nó lại bị này, bây giờ nó không có đèn nào nữa cả các bạn. Cái tay trái này này không có đèn nào nữa cả và không sử dụng được, và bây giờ nó muốn kết nối cái thiết bị mới cũng không dùng được. Thì tại vì cái này một cái đoạn mới kết nối cái thiết bị mới là phải ấn giữ hai cái cùng lúc mà, đấy cho nên là không kết nối thiết bị mới được đó. Thì cái con tay phải này này trước đây em đã bị rồi các bạn nhé, và em đã tháo ra rồi để mà fix nó. Thì bây giờ đến lượt con tay trái này thì em sẽ tháo ra và em hướng dẫn các bác để fix cái lỗi này các bác nhé. Lỗi là khi mà tháo ra là không có cái tín hiệu gì. Thì trước khi mà fix thì em cũng đo đạc lại các thông số cho bác xem. Đây, thì cái này thì nó cũng dễ thôi, bác nào mà biết chút về điện tử hoặc kể nhiều khi chả cần biết cũng được, thì các bác cứ để cái đồng hồ về cái thang đo vôn rồi. Đây, thì cái con tay phải đang bình thường đúng không, bình thường này thì các bác đo vôn này, đo vôn này, đấy các bác thấy không, thì nó được khoảng 19 mV nhé. Đấy các bác thấy không, nó giữ ở khoảng 18-19 mV này, đấy các bác thấy không. Đấy, còn cái con hỏng này, con hỏng nhé, đấy con hỏng này, đấy nó về không luôn, gần như là bằng không luôn các bác nhé. Đấy, có nghĩa con này nó như kiểu nó bị kiệt pin như các bác, không có tí pin nào cả. Đấy, và ở ngay trong cái đốc này thấy cũng thế thôi, nó vẫn có điện áp nha các bác nhé. Đấy, cái đốc này bên phải cũng là 4,9 V này, đấy bên trái này cũng 4,9 V này, có nghĩa là cái đốc này là hoàn toàn bình thường. Đấy, và hoàn toàn các bác cắm vào nó cũng, các bác cắm vào nó vẫn hiện sạc nhé các bác nhé, nó vẫn hiện báo là đang sạc. Đấy, nhưng mà nó không không vào pin các bạn. Đấy, rồi ok. Đấy, thì trước tiên thì các bác cũng cũng để em lấy một cái tay trái nhé, còn cái tay phải thì em sạc tiếp cho nó đầy pin đi. Rồi, thì trước tiên là các bác cũng cái cách fix của này cũng dễ thôi. Đây các bác, những cái công cụ nó rất là dễ thôi. Đây, trước tiên là các bác có một cái sợi dây, từ cổng A này ra cái cổng USB ấy, các bác cắt ra. Để các bác lấy được hai cái đầu, một cực là dương này, một cực là âm nhé, một cực dương cực âm thôi. Ở cái dây này thì nó sẽ có 4 dây, thì một cái là dây là cực dương cực âm nó là 5 V đấy các bác, còn cái dây hai cái dây giữa ấy thì nó là dây để truyền tải dữ liệu thôi. Thì bỏ luôn hai dây đấy, các bác chỉ cần lấy nguồn cũng như là để cấp nguồn cho nó thôi. Đấy, và một củ sạc, các củ sạc này thì các dùng củ sạc nào cũng được, để các bác cắm vào đây thôi. Đấy, cắm vào đây này, để em cắm vào cái ổ điện nữa các bác nhé. Đây, thì cái nguồn này các bác có thể lấy từ nguồn của cục sạc dự phòng cũng được các bạn. Đây, thì khi mà em cắm vào rồi đây thì xem điện áp nó là bao nhiêu các bác nhé. Đây có thấy không, đó điện áp của nó đang là 5,3 V đấy, có thấy không. Ok, thế là có điện này các bác nhé, để tí nữa em sẽ dùng nó. Rồi, thì trước tiên các bác phải tháo được cái này ra. Đấy, tháo được cái này ra nhé, thì tháo nó cũng dễ thôi các bạn. Đây các bác, trước tiên tháo cái mút ra này, bỏ ra này, tháo luôn cái vành này ra này. Đó, thì chỗ này này, cái chỗ này các bác này, cái chỗ ngách này này, cái chỗ phần phần này này, để em lấy cái gì em chỉ cho nó dễ nhé. Đây này, cái tâm đi, đây là cái phần này này. Đấy, nó sẽ là cái nơi để các bác tách nó ra được nhé. Thì thường thường các bác dùng móng tay nó sẽ không ra được đâu, nó tại vì nó gắn keo khá là cứng mà. Thực ra là bệnh khỏe thì nó vẫn ra thôi. Đấy, bệnh khỏe thì nó vẫn ra rồi nhé các bác nhé, nhưng mà các bác nhiều khi các bác dùng lực nó không tốt ấy, thì có thể nó bị hỏng hóc linh tinh.
thì tốt nhất là các bác sẽ dùng cái máy khò nhé, máy khò hoặc là cái máy sấy tóc ấy. Máy sấy tóc là tốt nhất nha các bác nhé. Máy sấy tóc thì nhiệt độ nó không quá cao, thì các bác cứ khò, bác quanh cái này này khoảng tầm 3 phút đấy, thì em sẽ khò cái máy của em nhé. Tại vì cái máy khò em ở đằng xa em không đưa vào đây được, thì thôi em mang ra đem khò nhé, cứ khò xung quanh này để cho cái chỗ phần này nó nóng lên thôi mà. Đây em đang khò đây các bác. Khó, các bác khó tầm tùy vào cái dụng cụ bác khò là gì, thì em dùng một cái khò chuyên nghiệp cho nên là nó nóng nhanh hơn đấy, thì các bác dùng cái máy sấy tóc được đấy thì nó sẽ nóng ra này, các bác tách nó ra thôi, nó đã ra dần dần đấy đấy, các thấy không, khò tẹo nó ra, các bác tách nhớ dùng lực nó vừa vừa phải thôi nhá, đừng để nó bị bung ra nó gãy mất các chân ở trong này đấy, các bác cứ tách nó ra thôi đấy, em tách ra rồi này đấy. Đây này các bác chú ý này, cái chỗ này, cái chỗ góc này này, đây, cái chỗ góc này này, góc có dấu chấm này, có cái lỗ này, đấy, nó là cái chỗ cáp này, đấy, các bác thấy không? Cho các bác đừng tách ở phía đấy nhé các bác nhé, đừng tách ở phía đấy, các bác tách ở phía ngoài này thôi, đấy, ngoài 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 trừ cái lỗ này đó, cái lỗ này có cái dây cáp ở trong này này các bác, thấy không? Đó, thấy không? Có dây cáp này, đấy, các bác đừng tách ở phía đấy. Thực ra là con tay trái này em cũng giờ mới tách lần đầu đấy, chứ em không biết đâu. Thì em tách cho các bác xem thôi, để em tách nữa xem nào. Đấy thì các bác sau khi tách xong rồi thì các bác chú ý nhá, kiếm cái gì đó các bác cậy nó lên thôi, cậy chỗ này lên này đấy, đấy không? Nó cũng dễ thôi, không có gì khó đâu. Đấy các bác chọc vào chỗ phần này và cậy nó lên đấy, thực ra là con này em cái con bên phải thì em cậy nó lâu lắm rồi nên em cũng quên này, cũng quên cách cậy luôn ấy, nên chứ không không nói trước cho các bác được. Đây thì con này em cậy rồi đây. Thì con này nó có một cái đây này, chỗ này nó có một cái đây có theo, nó có một cái rắc các bác có thể cậy ra được. Đấy, đây, các bác hoàn toàn nó cậy ra được này. Đấy, trên này là cái củ loa này các bác. Đấy, cậy ra được và các bác để đây. Đấy, nói chung là các bác phải từ từ chứ, các bác phải biết được vị trí của nó để các bác cậy ra. Thì đây, em đang xác định lại là cái cục pin này nó cục dương cỡ âm đâu đây này, thì các bác thấy này, à, trong này là một cục pin đây, cái phần màu vàng bên trong ấy nó là cục pin các bác nhé, thì nó sẽ đưa ra cho các bác là một cái hai cái chân này, một chân này, hai chân này đấy, thì nó là một một trong hai chân này nó sẽ là cực dương hoặc là cực âm, thì em sẽ đo đạc lại xem là đâu là cực dương đâu là cực âm nhé các bác nhé. Đấy, thì kiểu gì nó còn một chút chút điện đâu mà các bác. Đấy, đây hai cực này hình như nó còn một chút, nó sẽ còn một chút cái keo ấy, keo để nó cách điện gì đấy, các bác cạo cho nó sáng sáng ra chút. Đó. Ok, đây thì sẽ đo xem đâu nào cực dương đâu là cực âm. Chưa ăn thì các bạn, à vậy thì ngược chiều rồi đó, thì đây đây bên này đó đó được 1,2 V này các bác, 1,2 V này đó, 1,2 V. Thì cái cực này, cái cực này này là cái cực ở giữa này, này là cái cực ở giữa này, cực ở giữa này nó là cực dương các bác nhé. Đấy, ok, thì bây giờ các bác cạo nó ra, à đây nó ở đây luôn các bác, chả cần phải phải đây, nó ở đây luôn này các bác này, chả cần phải biết cái trực đấy đâu, đây nó ở đây luôn này các bác này đó, thì em sẽ cạo ra đây, đo đo giữa cái này và cái đấy thôi đó, đấy đúng không, đây là cực dương này các bác này, đây này, đây đây là cực dương nha các bác nhé, đó dương này, còn đây là cực âm này. Đấy thì bây giờ các bác chỉ cần đưa cái đúng cái cực vào thôi, đây các bác đưa đúng cực này, dương vào đây này, cái dây này thì đang là 5, cái dây này đang 5,3 V mà các bác,
Các bác đứng đứng giữ vào đây một lúc. Đấy, xong các cần cực này các bác đưa vào cực âm. Chú ý đừng để chạm nhau nhé các bác. Đấy, các bác giữ khoảng tầm mấy giây thôi, 10 giây thôi. Đó. Em cảm giác là cái hình như cái thiết bị nó nóng lên một chút rồi. Đấy, giữ tầm khoảng 10 giây, 15 giây nhé. Ok. Thiết bị có vẻ hơi ấm ấm lên một chút, hơi ấm ấm lên một chút nhé các bạn nhé. Thì bây giờ em chưa cần bỏ đây, em sẽ cắm vào đây xem là nó có lên hay không. Đó, cắm vào đây và đưa nó lại cái bộ cây nhé các bạn nhé, xem là nó thế nào. Đó, vừa cắm bộ cây nó cũng hiện từ sạc này. Đấy, nó đang không có cái gì nên em phải cầm gì em cậy lên. Ồ, vẫn chưa có gì các bạn. Ồ, đèn quá rồi. Cái này em biết nó bị lặng hơn rồi. Hiện tại là chưa thấy gì. Thì tạm thời có thể là tiếp xúc không tốt chẳng hạn. Rồi, đưa lại phần nữa nào. Rồi, đóng hộp lại đàng hoàng như nào. À, trước đây thì làm như này là xong luôn đấy các bác, ok luôn đấy. Nhưng mà con này thì không biết thế nào. Đây thì thử đo lại cái này xem là nó còn 5V không. Ok, vẫn 5V. Ta tạo mấy này là nào. Không thấy lên gì các bạn. Không thấy lên gì. Không thấy lên gì thì em lại tiếp tục em làm lại phát nữa các bạn. Làm lại phát nữa cho chắc ăn. Sợ là trong lúc nãy em làm chưa chuẩn thôi. À, cái cách này thì em chả biết là cái chính thống hay là gì gì đấy em không biết đấy. Thường thường anh em sẽ có một cái máy cấp nguồn đấy, em cấp ở đây thì biết được cái dòng nó đang như thế nào. À, đúng rồi, em có cái máy cấp nguồn luôn các bác. Thì em sẽ cắm cắm lại đây để em xem là không phải máy cấp nguồn mà là em có một cái đo dòng. Em thử cắm lại xem nhé các bác nhé, em biết được xem dòng nó có không rồi. Đây. Thế kia em đang nhìn cái dòng của nó đang quên cái dòng của nó bằng không luôn các anh nhé. 5,3V bằng không thì em thử cấp vào đây xem nó lên bao nhiêu. Tại vì em để cái ổ điện cho kia nó sâu quá thì nó không nhìn, các bác sẽ không nhìn thấy. Đấy. Đấy. Em thấy là nó lên được 1A rồi. Nó lên được 1A rồi các bạn nhé. Đây em đang để đúng một một lát xem là nó có. Đấy, như em nhìn cái kia nhé, là thấy 1A rồi các bạn nhé. Đấy, dòng 1A. Củ này khá nóng. Tức phải nóng hay là tay em bị sao? Đó, vẫn 1A nhé các bạn nhé. Hình như có vẻ mình bị ngược chiều à? Không, muốn nó phải lên 1A thì đúng đúng là phải xuôi chiều rồi. À, ngược chiều thì nó sẽ không lên được ampere đâu. Tôi nói vậy chị em chả rõ cho lắm, mình không phải là chuyên nghiệp. Rồi, thử sạc lại xem nào. Để một lát xem các bạn. Cái này thì nó cũng cũng không biết là có phải hên xui không, nhưng mà em thấy nó cũng chưa được cho nên là có vẻ hên xui. Ồ, vẫn chưa thấy gì các bạn, đen quá nhỉ, đen quá. Thế có khi mình kích ngược ngược chiều hay sao ấy? Kích ngược lại xem nào, kích ngược lại xem nào. Hôm trước em kích một lần rồi mà em không không nhớ là kích xuôi kích ngược. Đây em đổi chiều lại xem nào. Có lên ampere gì không?
À không được các bạn, đổi chiều là không, hoàn toàn là không được nha các bác nhé, nó sẽ bị mất dòng luôn, nó sẽ cái kia là sẽ bị ngắt luôn các bác nhé. Đấy, cho nên đổi chiều là không được đâu, vẫn phải đúng chiều thôi, vẫn phải như thế này thôi. Ui nó nóng quá, nó nóng bỏng cái này lên các bác này, nó bỏng lên luôn đấy các bác. Cái đợt trước em thấy nó có vẻ không nóng như thế này, cái này trên nóng thế. Đây nó vẫn đang 1 ampere đây các bác, để kích cho một tí nữa xem thế nào. Con này nếu mà không lên thì hơi đen các bác, hơi bị đen. Còn cái con tay phải em kích phát lên luôn, con này mãi không thấy lên. Nó mà không lấy lên ấy thì chắc là chỉ có đi thay pin nữa các bạn, thay pin thôi chứ không có cách nào cả. Kích một hồi nó nóng lên luôn các bạn. Nóng lên mà vẫn chưa được thì hơi buồn. Kích một hồi là cái pin nó nóng lên rồi các bạn. Ok. Này có vấn đề gì không? Ừ, tự nhiên đây là hôm nay làm cái clip thì cái con này lại kích kệ không thành công. Sao bị chán nữa các bạn. Được rồi, em sẽ đóng lại một lát xem thế nào nha các bác nhé. Chờ một lát xem thế nào các bác nhé, tạm thời em tắt cái video đi. Rồi các bác thì sau khoảng tầm 3 phút các bạn, em thử xem nó có lên gì không nào. Đèn quá, con này vẫn không lên gì các bạn. Chịu rồi, chả hiểu kiểu gì. Lắp cả cái này vào xem nào. À không, để im thế này, kích lại phát nữa xem thế nào. Chán thế nhỉ, còn trước kích phát lên luôn rồi con này. Kiểu gì thế này. Đó, 1 ampere rồi đấy, 1 ampere mà không lên thì à hình như có thể là phải phải lắp cả cái này vào nữa các bác, có thể em cũng quên đấy, có thể lắp cả cái củ này vào nữa nó mới cho được kích lên được vào, tại vì giờ vẫn không thấy gì mà các bác. Rồi lắp vào xem nào. Sạc mũi cái này xem thế nào, cắm cả sạc lại cho nó xem thế nào nào. Nó lại không lên, buồn quá. Không lên cái này thì lại mất mớ tiền để đi sửa nó các bác, hay mình làm không đúng cách. Lên rồi, lên rồi các bác, lên rồi đó, màu đỏ đây này. À, màu đỏ này, màu đỏ thì như này là lên các bác nhé, như thế này lên nhé. Bây giờ màu đỏ em tiếp tục em sạc nữa cho nhé. Lên rồi đấy các bác, lên rồi màu đỏ này này. Ok em tiếp tục sạc cho nó cho cả hai luôn. Ok các bác thấy đây, em tiếp tục em cắm sạc này. Nói chung là mình chắc là lúc nãy là chưa cắm cái đấy, cái vỏ đằng sau vào thì nó chưa lên thôi. Tiếp tục cắm sạc nhé, em cắm sạc và em đợi nó khoảng tầm 15-20 phút nữa gì, xong rồi em sẽ test lại cái chức năng cho các bác xem nhé. À, em đang cắm sạc đang lên, đang cắm sạc bình thường này. Rồi ok các bác, em tắt tạm thời, em tắt tiếp nhé. Rồi ok các bác, thì bây giờ sau khoảng tầm 10 phút thôi các bạn, em sẽ tháo ra.
và test lại chức năng của này xem thế nào các anh nhé. Thì đương nhiên cái tay phải thì vẫn ok đây, tay trái đây, à, và lên rồi nhé các anh nhé. Thì đây em sẽ thử kết nối với con điện thoại của em xem thế nào. À. Cái này muốn kết nối thì lại phải giữ 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 nguyên, là giữ nguyên hai cái này để nó xanh hết như này này. Đấy, kết nối này. Đấy, ok. Đấy, ok rồi nhá. Kết nối này. Kết âm thanh cho cái này rồi. Bấm thử thử xem là cái con tai trái của em nó còn bao nhiêu phần trăm pin. Đấy, thì em có tải cái phần mềm cái này sẵn rồi, để trước đây em đây thì bỏ cái tay phải vào này. Đó, tay trái 60% pin này, tay phải 100% này. Đúng không các bác nhỉ? Ồ, sao tay trái nó giờ nó lên 100% rồi? Chả hiểu kiểu gì luôn. Nó không kết nối được à? Kiểu gì các bạn? Đấy. À đây đây. Đấy. 60% này. Và em thử nghe xem có nhạc không các nhá. Xem có nhạc không. Nhạc của em đâu nhỉ? Đây. Đây các bạn. Có nhạc không nhá? Có phát ra tiếng nhá. Có ra tiếng nhá các bạn nhá. Có ra tiếng này, chạm dừng này. Đấy dừng này. Chạm này. Để này nó không không chuẩn mày thôi. Chạm này. Nách bài này, à nồi bài này. Này như không lấy được à? À đấy, lấy được đấy. Nó chẳng qua em chắc cầm kiểu này nó không không chuẩn vậy thôi. Được rồi, ok các bác. Thì như các bác vừa rồi thấy rồi đấy, là em đã fix thành công nó rồi. May quá. Thì bây giờ là cái công cuộc mà mình sẽ phải gắn keo lại đúng không các bác? Thì thực ra ấy là các bác chả cần gắn kẹo được các bạn. Đây, các bác cứ hít nó vào thôi. Các bác cứ hít nó vào thì nó cũng khá là ăn này các bác nhé. Nó khá là ăn rồi. Khá là ăn rồi các bác nhé. Đấy, tuy nhiên thì cho chắc ăn thì các bác cũng nên gắn keo lại cho chắc ăn nhé. Thì đây em thấy hít vào nó khá là chắc rồi này. Đấy. Đấy. Thì để mà chắc ăn hơn ấy, thì em sẽ gắn thêm cái keo cho nó. Thì các bác cũng vệ sinh qua cái keo cũ đi các bác nhé. Đây này, keo cũ nó còn khá là dư dư đây này. Đó, nó có khá là nhiều keo. Ok các bác, nó có khá nhiều keo. Thì đấy, các bác có thể lên Shopee các bác mua loại keo này cũng được này. Đấy, HTS999 này. Em vẫn đang dùng keo này, thấy cũng khá là ngon. Thì keo này nó màu đen, có cả màu trong suốt các bạn. Đấy, thì các bác gắn cho nó một chút vào đây thôi. Đấy, chút chút vào đây này. Bây các bác nhìn thấy không? Nó màu đen hơi khó nhìn đúng không? Các bác chỉ cần gắn mỗi góc một tí cũng được, để sau này nếu mà nó có hỏng ấy các bác tháo ra nó cũng dễ. Gắn mỗi góc một tí thôi em thì gắn cái các bác cứ gắn thoải mái nhé. Cái keo này nó thừa ra các bác vệ sinh nó cũng dễ thôi, cho nên các bác cứ gắn đi sao cả. Cái con tay phải của em không gắn luôn các bác, em không thèm gắn luôn đó. Đó, và các bác gắn này thì các bác cố gắng giữ một lúc, hoặc kiếm cái gì để kẹp. Em thì em có cái dây nịt ở đây này, em thử xem cuốn được nó không. Đây này, để trong quấn nó vào. Cái này nó sẽ hơi trơn trượt chút, quấn chặt nó vào.
Vậy được đấy các bác. Đó, các bạn được nha các bác nhé. Thì các bác cuốn cái zinc nịt vào như này. Đấy, để nó giữ. Và bên này các bác thấy không? Nó sẽ có những cái vết keo thừa ấy. Đấy, vết keo thừa này các bác. Thì các bác không phải lo nhé. Cái vết keo thừa này thì các bác chỉ cần đợi nó khô đi, chúng các dùng móng tay các bác cứ cào cào vào này là nó ra thôi. Nó không phải lo, hoặc cào cào luôn cũng được. Cào luôn thì nó sẽ nhoét nhoét ở đây, nhưng mà cào luôn cũng được các bác nhé. Đấy, hoặc không cần cạo được, các bác khéo tay thì các bác nhỏ ít ít một thôi, em vừa nhỏ hơi quá đó thì nó sẽ hơi bẩn rồi đó, thì các bác cũng phải lo. Rồi, ok, vậy là xong rồi các bác. Và tiếp tục em sẽ gắn keo lại cho con tay phải này. Cái phải này em chưa gắn keo cơ mà. Cái phải em chưa gắn keo các bác này. Đấy, đợt trước em không gắn keo luôn, thì bây giờ em tiện tay em gắn luôn keo lại. Ok các bác cứ gắn đại đi, xong là vệ sinh nó sau rồi. Đó, các bác hít nó lại. Hoặc là gắn keo xong các bác vệ sinh luôn được, lấy một cái giấy ăn. Các bác lau keo qua đi. Cũng chú ý vẫn phải giữ chặt nhé. Để tí nữa đỡ phải vệ sinh lại cũng được. Thực ra nó bẩn bẩn tí cũng được, không sao đâu. Mai này mình ốp cái này vào thì nó không nhìn thấy bẩn của mình đâu. Không phải lo. Ok cho nha, em sẽ quấn lại cái này. Cái nịt này sẽ hơi khó quấn một chút vì nó không không thẳng ấy. Đấy, nó vẫn đang phát nhạc đấy các bác. Em chưa tắt cái nhạc, bây giờ cầm vào nó lại phát tiếp. Rồi, ok. Cái clip thì chắc nó cũng hơi dài, thì em làm em chả có cái tính toán kịch bản gì cả, cho nên là bắt đầu xem thì được thì tốt, không xem được thì thông cảm cho em nhé. Ok, thế này được rồi, chắc là được các bạn. Đấy, ok, gắn cả hai cái rồi. Thì cái con Sen 3 này này em đã dùng nó cũng phải được tầm, phải đến con nó phải gần cả gần năm rồi, em không nhớ chính xác nhưng mà phải 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 tầm đấy. Không biết là ra, thực ra là không biết là ra đời cách đây bao lâu, nhưng mà em dùng nó rất là lâu rồi, ít nhất là phải tầm 5-6 tháng rồi. Thì đối với em ấy, cái đánh giá của em về cái con này ấy, thì là cái chất âm của nó ấy, chất âm của nó nhé, thì là nó thuộc dạng ok. Nói chung là đây chỉ là cái đánh giá cá nhân của em thôi. Tự nhiên nó không thể bằng những con tai full frame được, con file chụp được, nhưng mà để mà di chuyển các thứ tiện lợi con này cũng cũng rất là ngon. Chất âm thì nếu như đánh giá ở thang điểm 10 thì em nghĩ con này sẽ được khoảng 8 8 nhé, 7 7,5 hoặc 8 đấy. Đây là chất âm thôi, tùy âm, tùy mỗi người, tùy sẽ tùy cái gu của mỗi người thôi. Em thì hay nghe nhạc nhẹ thôi, cho nên là chất âm con này thì em đánh giá nó là cân bằng. Bass của nó không 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 sâu, ý là không phải là không sâu mà là không không nhiều quá ấy, nó không bị lấn những cái giải khác, thì nó cũng vừa vừa, cũng khá là ok. Tuy nhiên thì cái về mà cái bass của nó lực hay là nó chắc ấy, thì em thấy nó cũng chưa được ngon cho lắm, nó cũng thuộc dạng chấp nhận được thôi. Đấy, em còn cái này em thích mỗi cái giải mid của nó, giải để âm trường ấy, kiểu kiểu như vậy. Thì em cũng không phải là chuyên gia âm thanh gì cả, nhưng mà cái giải mid của nó em thấy là nó ok, nó có vẻ thoáng và khá là ngọt. Còn cái chặt chét thì nó cũng ở mức bình thường thôi. Đấy. Còn cái cảm giác đeo con này á, cảm giác đeo thì em mới sử dụng nó với cái mút zin đi kèm. Đấy. Và một cái này gọi là cái tip gì đấy, thì em không dùng cái loại mà nó có móc móc vòng vòng ra đâu. Rồi em dùng loại thẳng. Thì đối với cái lỗ tai của em nhé, cái lỗ tai của em ấy là cái lỗ tai mà
mà thuộc dạng là khá là to, không phải là nhỏ nhé, ý là thuộc dạng trung bình to, trung bình khá ấy, cái lỗ tai ấy, thì đeo cái này thoải mái. Đấy, thoải mái các bác nhé. À, nhưng mà cũng không phải là đeo suốt được, à, đeo tầm khoảng 2 tiếng là nó sẽ thấy hơi khó chịu rồi. À, thì những cái bác nào tay nhỏ ấy, thì đeo cái này nó sẽ bị gồ ra, nó bị gồ ra thì em thấy là có thể là rất là khó chịu. Còn em thì em thấy là nó ok, nó vừa phải các bác nhé. À, thực ra là em đã thấy thích một cái nó nhỏ hơn một tí nữa. Con này nó so với cái gu của em thì nó vẫn hơi to, nó hơi to nhé. Nhưng mà so với đời 1, đời 2 thì con này đã nhỏ hơn rất là nhiều rồi. Cái đời 1, đời 2 thì nó thật sự em không dám mua luôn. Em nhìn phát em không dám mua luôn, tại vì em thấy nó rất là to. Em thấy là nó không sẽ không vừa với tay mình. Và cho khi đến đến cái đời 3 này thì là em thấy nó nhỏ gọn hơn rồi, thì em dám mua rồi nhé các bác nhé. Trước đây là em dùng con Jabra 65T XT ấy, thì con này cũng to nhưng mà nó sẽ, con này nhỏ hơn một chút. Thì con Jabra thì khó đeo, đúng là khó chịu hơn, con này thì dễ chịu hơn đấy. Thì nói chung là nếu mà kể về cái cảm giác đeo thì con này là nếu như anh em là tay thuộc dạng trung bình khá ấy, hoặc là trung bình vẫn không to không nhỏ thì là đeo ok đấy. Còn anh em nào mà tay bé thì em nghĩ là đeo sẽ hơi khó chịu đấy. Thế thôi, chứ còn cái này thì chả biết đánh giá nào, nhưng mà về cái điều khiển ở trên này nữa, điều khiển trên này thì em thấy nó cũng nhạy và không bị ít khi bị nhầm lắm, ít khi bị nhầm đấy. Và cái gì nữa nhỉ, pin pin của con này, pin con này thực sự nó cũng không trâu quá các bạn. Em cũng đeo nó được khoảng tầm em, tại vì em hay đi xe, em ngồi trên xe xe khách em về quê ấy, thì cái thời gian xe chạy tầm khoảng 4 tiếng thì em đeo từ lúc em lên xe thì nó tầm khoảng 3 tiếng 3 tiếng rưỡi ấy, là em thấy là nó pin nó về về khoảng tầm 10% rồi đấy, 10 hoặc 15% rồi đấy. Thì nói chung là nó tầm đấy, thì nó đương nhiên là cái việc nghe nhạc khoảng 3 tiếng liên tục thì nó cũng 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 là khá là dài rồi, khá là mệt rồi. Thực sự là nhiều khi mình nghe xong là mình ngủ quên đi mất đấy, xong là mình cảm thấy khá là mệt mỏi. Có thể nghe nhiều quá cũng không phải là tốt cho cái tai của mình đâu đó. Rồi ok, nói chung là chả còn cái gì để mà nói với con này nữa cả, ngoài việc là nó vẫn là một con nghe đỉnh đỉnh nhất cho đến hiện tại của nhà Sennheiser. À, không phải là cái tai full frame nhé, cái tai này là tai ấy thôi, à, tai tai nhất trong thôi đấy. Cho nên là anh em mua con này, thực sự là nếu mà để anh em khuyên mua con này hay là mấy con khác thì em nghĩ anh em vẫn nên lấy con này các bác, lấy con này thì vẫn hợp lý hơn. À quên, cái nói thêm nữa về cái đàm thoại con này, đàm thoại con này vẫn ok nhé, khá là ổn. Nếu như các ở trong cái phòng bình thường ít tiếng động thì ok, còn ra ngoài đường ấy, trong ngoài đường thì vẫn vẫn nghe nói ok, và vẫn nghe nói ok, và nó hơi hơi bị gió tiếng xe cộ nó hơi bị ồn một chút. Tuy nhiên là con này cũng có chống ồn các bác nhé, có chống ồn các thứ thì nó cũng đầy đủ các công nghệ, nhưng mà em thấy là chống ồn con này thì nó cũng ở mức, ví dụ ở mức 10 thì em chỉ đánh giá là khoảng tầm 7 thôi, tại vì em bật chống ồn lên thì em vẫn nghe được tiếng bên ngoài, nên nó chỉ hạn chế được một chút thôi đấy. Thì ok, nói chung là em chỉ đánh giá sơ bộ thôi, chứ thực ra là cái clip này để mà sửa cái fix cái lỗi nó hay bị ấy thôi, hay bị chết một tay lên tai thôi đấy. Cho nên là còn cái đánh giá thì em chỉ là cái đánh giá cá nhân của em thôi các bác nhé. Chả biết là gu mỗi người mỗi khác, cho nên là cái này thì khó nói lắm. Rồi ok, chào các bác nhé.